Nhi cô thì bọn nó, Nhi cô bọn ngoài Gen Z thì họ treo ngoái thì đã chẳng cái gì này nó còn họ từ từ cho nó cứ vào lâu sò mà thiệt đấy cho nó lúc này này của phần thứ mà rồi cho nó lúc tàu này làm mà pin thâu rồi mẹ đi tay quay cho nó lúc không bổ đường người giao lại đấy cho nó lúc tàu mẹ thiệt để nó tin gì chứ rồi cho nó lúc trên cùng tham video em mà kính son thì mẹ là phải dạy mà trên cùng thì mẹ sao cho nó lúc từ từ lắm một thoa trà chỉ thoa trà mẹ cũng trai à này này được cho nó từ từ lâu sò giảm đường để sầu đầu đấy thì Nhi cô thì bọn nó chen xí Nhi cô cộng đồng cho nó nên để đi ăn để chơi gì nhé ví dụ cho nó chỉ sau tại bữa đi mà đấy cộng đồng cho nó từ từ sát toa gì nhé ví dụ đi đôi lớn nỉ để đi một cái gì hết lâu chăn để Nhi cô để trên nhưng mà đấy chả mà mua mà tu ra để mua mà tu làm như để xin để lên mà cho nó tí để đám mê lấy cho nó lúc cộng đồng từ từ là tôi toa mà phải mẹ ở lừa rồi cô mua chim mai đấy anh giúp khu giàu nó nó đã được nhiều anh giúp khu giàu của cô muốn là tôi tội thì cô muốn cao là của nó đã tôi toa này mà đấy đó cho nó mua tu ra xí cái mẹ tôi nhé alo bế chạy gì đó cho nó lúc cộng đồng tôi gì nhé thì democracy giá trị bộ của nó không chỉ mang cho cái democracy giá trị bộ ở đâu cho nó từ từ đây đó cũng đã đáp phiên bài ta trong một lúc anh nghe xấu cho nó từ từ cú băng này bộ rồi cú sau nhà chào bá cho nó lúc vào cả lại chui thằng mà phiên bài Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.